Thưa quý vị, hôm nay ngày 27 tháng 7, kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang dân dân, anh hùng lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong cả nước, lời thấp hỏi, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc. Ngày 27 tháng 7 năm 1947, được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm ngày thương binh toàn quốc sau đó hết được đổi là ngày thương binh liệt sĩ. 75 năm qua, rất nhiều phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình thương minh liệt sĩ và người có công được đảng, nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Cả nước đã huy động được nguồn lực to lớn của nhà nước và cộng đồng nhằm thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa như nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc thương binh nặng, chăm sóc bốn bài liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi, phùng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, nhiều chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về ưu đãi đối với người có công đã được ban hành thực hiện đồng bộ toàn diện và đa dạng đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung hoàn thiện từng bước nâng cao mức sống của người có công thân dân của người có công với cách mạng